chương trình Festival Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 7 với chủ đề là Tinh Hoa Đại Ngàn. Đến nay cũng đã thành hình kịch bản khai mạc với một câu chuyện về tứ thần trong tứ đại đất nước gió lửa. Bốn cái yếu tố siêu nhiên mà nó cũng gắn liền với cái tâm thức vạn vật hữu linh của người dân Tây Nguyên. Chúng tôi cũng muốn lồng ghép đến một cái thông điệp, đó là Đắk Lắk điểm đến của cà phê thế giới. Mời gọi du khách đến để mà có thể thưởng lãm, đến với những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Tây Nguyên nói chung, cũng như là tỉnh Đắk Lắk Buôn Mê Thuột nói riêng. Thì chúng tôi cũng đã có những bước tập luyện trong những ngày vừa qua, vừa ráp sân khấu suốt trong mấy tháng trời, để có thể giúp cho có một cái chương trình thực sự là mãn nhãn và đem đến cái sự sôi nổi hào hứng. Khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề Tinh Hoa Đại Ngàn. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón quý vị. Tinh Hoa Đại Ngàn với rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc dành cho những khán giả trong nước và quốc tế. Và thông qua đất nước gió lửa, thông qua cái sự phóng khoáng của thiên nhiên và con người nơi đây trong một cái thời lượng khá là ngắn ngủi, nhưng mà nó cũng đã có những lên bổng xuống trầm, nó cũng đã gieo vào trong tôi cũng như là trong khán giả những cái điều hết sức là đặc biệt, và nó cũng đã mở ra một kỳ Festival Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 có nhiều dấu ấn.